cái này là thầy có hướng dẫn rồi trên đó đó. Ở đây mình để NTSC đi ha, để cho nó 30 frame mặc định. Rồi ở đây mình để bao nhiêu frame thì tùy cái cách diễn của mình. Ví dụ như thầy mở cái này xuống, mở từ từ xuống thì trong vòng 30 frame thì đầu tiên, vị trí đầu tiên giống như After Effects là mình chọn số frame trước, chọn cái vật lên và đặt key cho nó. Đầu tiên mình bật set key lên. À, xong rồi đặt key cho nó là nó có một cái key xanh đỏ ở đây nè. À, tiếp theo mình muốn nó mở 30 frame, nó mở xuống thì mình chọn rotate, xoay nó xuống ha, nó nằm xuống nè. Rồi set một cái key nữa, đừng có để auto ha, mấy em không quen đừng để auto. À giờ nó mở đóng phải không? Giờ mấy em coi lại cái này, bấm play, tắt cái này đi, giờ mình bấm play nè. Rồi ra muốn nhanh chậm gì đó mình dời key nó. Đây đây mình dời key nè, thí dụ như nó mở nhanh quá mình cho nó chậm lại thì mình kéo nó dài ra đúng không, kéo cái key, chọn cái key này dài ra, bấm play. À nó xuống từ từ đấy, nó xuống từ từ, muốn xuống chậm nữa thì mình kéo ra nữa đúng không. Hả, biểu đồ chuyển động thì mặc định của nó là easy in easy out ha, tức là nhanh dần và chậm dần, thì mình muốn chỉnh thì mình vô đây, nó có cái curve editor nè. Bây giờ mình muốn nó rớt nhanh ha, nó đang rớt bịch một cái, thì bây giờ mình chỉnh vô đây. Đây là cái bản đồ thị của nó ha. Ở đây nó có hai cái nút frame đó để cho chỉnh chiều cao chiều rộng cho hợp lý, thì mình lít vào đây hai cái ha, để cho nó thấy cái này. Bây giờ mặc định của nó là chỉ có diễn một trục rotate ở đây. Rotate trục gì? Ở đây rotate trục x đúng không? Mình chọn ngay trục x thôi. Bây giờ. Đó. Lít hai cái này để cho nó bung đầy cái khung hình, hiểu không? Để chọn cho nó bung đầy cái khung hình này nè. Đây nè. Đây, thí dụ mình lít nè, nó sẽ bung đầy ra. Đó. Thấy chưa, nó thu đúng cái khung hình trong này mình coi. Rồi bây giờ mình muốn nhanh dần thì bây giờ mình chỉnh đây ha, bây giờ mình chọn nó nè, ở đây mình chọn move tool nè, đương chuột vô bẻ cong lên đây, đây nó đang bằng đều nè, từ từ cái nó nhanh dần nè ha, rớt một cái bịch bao. Rồi giờ mình coi rớt. À cái này là xoay chứ chưa phải là rớt à, nhưng mà nó nhanh dần ha. Rồi mình dời cái số frame này lại, số frame mình hơi dài, kéo nó lại 45 nè. Giờ mình coi nè, coi lại lần nữa nè, bây giờ mình coi lại cái đồ thị ha, bấm cho nó chỉnh. Đây chỉ có một cái duy nhất nó vẫn chưa đủ đúng không, mình bẻ thêm nữa, bẻ thêm nữa. À, bây giờ nó sẽ nhanh dần. Đây coi nó mở chậm chậm sao rớt nè. À thấy chưa, bây giờ mình thấy nó rớt rõ ràng không, đó là cái đồ thị đó, được chưa, chỉnh rất là dễ, giống y như After Effects. Easy in, easy out là mặc định của nó. Còn mình muốn nó đều, thí dụ mình có một cái chiếc xe hay là một cái vật gì đó nó chuyển động từ trong này, khi cái này mở ra xong cái này nó chạy ra chẳng hạn ha, thì mình cho nó một cái object đây. Cái này nó không có gì khó, đây một cái vật nó nằm ở trong này đây, nó cao lên như thế này đây, nó bay ra chẳng hạn như thế này. Rồi bây giờ mình diễn cái này ha, diễn cái này nó chạy ra nè, thì mình diễn ở cái cửa sổ này là được rồi. Khi cái này rớt xuống đúng không, 45 thì cái này nó mới bắt đầu nó chạy đây, thì chỗ này mình mới bắt đầu mình đặt key position, chọn key rồi nó bay một cái vèo ra, đặt một cái key ra đây ha, key một lần nữa, bây giờ mình thấy nó chạy vô nè ha, này đóng lên nè, thấy chưa.
mở xuống nè, chạy ra nè, không có vấn đề hết. Giờ mình coi ở đây, tắt, mở, không dễ không, không có gì hết, cực kỳ dễ. Muốn chạy nhanh về chậm thì chỉnh đồ thị thôi. Rồi như vậy là xong ha, diễn.